Thành phố nhân tạo, bộ phim tâm lý giật gân bí ẩn mới nhất của Hàn Quốc. Phim kể về tham vọng quyền lực hết sức mãnh liệt của những người phụ nữ, khát vọng vươn lên đỉnh cao nhất trong bộ máy chính phủ của Hàn Quốc. Thành phố nhân tạo với sự góp mặt của những diễn viên gạo cội cùng lối diễn xuất thuyết phục, cách thể hiện tâm lý nhân vật khéo léo đã mang đến góc nhìn chân thực về mặt trái của giới tài phiệt xứ Hàn. Phim đánh dấu màn tái xuất của nữ hoàng nước mắt Bắc Soe vào vai Jun Yahi. Vốn là con dâu thứ hai của gia đình tài phiệt nhưng vì gia thế tầm thường nên luôn là cái gai trong mắt nhà chồng. Chồng cô là phát thanh viên Jung Chun Hy Ức, diễn viên Kim Kang Quy, lại là con trai ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Sung Jin, điều đó khiến cho tham vọng của Yahi thật sự khó đạt được. Những tưởng như thế sẽ từ bỏ, nhưng Yahi lại tạo ra một kế hoạch lớn hơn, nhưng để thực hiện được điều đó, cô cùng chồng buộc phải đối đầu với chính tập đoàn Sung Jin và người mẹ chồng Seo Han Suk, lợi dụng những mối quan hệ xung quanh các quan chức chính trị cô đã cho mẹ chồng. Phu nhân Seo Han Suk biết được bộ mặt đầy tham vọng của mình sau những uất ức phải gánh chịu trong 10 năm làm dâu nhà tài phiệt. Cuộc trao đổi nhằm đưa chồng trở thành thư ký dân sự, nhưng có vẻ Yahi vẫn chưa hài lòng với vị trí đó. Tham vọng của Yahi còn muốn nhiều hơn thế, cô muốn tất cả những thứ đang thuộc về mẹ chồng. Bà đề xuất một thử thách, Yahi phải đưa Sung Jin lên làm tổng thống. Bà sẽ giao chiếc chìa khóa thư viện bí mật nơi chứa đựng tất cả quyền lực của gia tộc. Và trong trường hợp thất bại, cô ấy phải để lại cậu con trai, biến mất một cách lặng lẽ, không một xu dính túi. Trở về nhà với tinh thần phấn khích, Yahi chủ động chia sẻ thắng lợi với chồng bằng nụ hôn sâu và cả hai có một đêm nóng bỏng. Nhận được câu trả lời trung thành như mong đợi từ Chun Hy Ức, Yahi lộ ra ánh mắt tham vọng, tự tin rằng mình đã có thể kiểm soát được chồng. Đã gọi là thử thách thì đâu dễ dàng đến thế. Loạt tình tiết sau đó cũng khiến người xem phải giật mình, khi cái chết bất ngờ của phu nhân công tố trưởng Kwan Min Seon lại có liên quan đến Yahi. Khi đoạn phim nóng của công tố trưởng Cho Kang Hee-un, một ứng cử viên cho chức vụ tổng công tố, được tiết lộ, và sự xuất hiện của Kim Ji-sun lại là đặt ra nhiều nghi vấn khi sẽ là kẻ thứ ba xem vào cuộc sống vợ chồng cô. Tưởng là một cô thực tập sinh ngoan ngoãn và thông minh chỉ biết làm việc của bảo tàng, cô gái này luôn tìm cách tiếp cận Yahi và ánh mắt nhìn Chun Hee-ức thật đáng ngờ. Liệu bí mật phía sau cô là gì và tại sao Ji-sun lại làm như vậy? Muốn biết diễn biến tiếp tục như thế nào? Hãy mở ngay VOON để xem tiếp nhé! Và hãy đón xem những tập tiếp theo vào thứ tư, thứ năm hàng tuần trên siêu ứng dụng VOON.